Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Quý Mão, 147 giới tử tại Đại giới đàn Hà Nội diễn ra tại chùa Bằng Linh Tiên tự, bước vào ngày hành sám cuối cùng trước khi chính thức được đăng đàn thụ giới. Buổi sáng các giới tử tập trung chuẩn bị các nghi thức cung trước và các oai nghi trước khi tấn đàn thọ nhận giới pháp. Trong ngày này, giới đàn vô cùng diễm phúc được cung đón trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chi Tung Đức Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Hòa Thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng 2 Hội đồng chính minh, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Tổng biên tập Báo Giác ngộ Online cùng Chư Tung Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, Chư Tung Đức trong Ban Kiến đàn đón tiếp. Tại đây, sau khi Chư Tôn Đức ban tổ chức dân lời tác bạch Khánh Tuế Đức Đệ Tứ Pháp Chủ, Ngài bày tỏ niềm hoan hỷ và đánh giá cao về việc tổ chức Đại Giới Đàn Hà Nội lần này, giúp tuyển chọn người học Phật và làm Phật, truyền bá được chánh Pháp để Phật Pháp luôn tồn tại mãi trên thế gian. Đại Giới Đàn Hà Nội chính thức đăng đàn truyền giới vào ngày 19 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão trang thông tin truyền thông tổng hợp phật sự online sẽ liên tục đưa tin về sự kiện này kính mong quý vị đón theo dõi